Vâng, chào bác nha, chào anh em. Chào mừng quay trở lại với kênh Quyết Audio. Rất nhiều anh em có nhắn tin hỏi em về cái mẫu vàng New Sao CNS512. Các anh em có nhìn qua thấy rất giống là vàng cơ đúng không ạ? Cái này em đã chia sẻ cho các anh em trước video trước đó rồi. Là dòng vàng số có thể chỉnh phần mềm. Và em cũng đã test thử cho các anh em trực tiếp ở cái phần mềm của nó luôn. Trên phần mềm anh em thể đang đây đây, nó kết nối trực tiếp với em luôn. Gọi các chế độ ra khác nhau hay là anh em có thể hiệu chỉnh nó rất chi tiết ở phần mic này. Đấy, các bác cắt giải hay là cắt rú rít rồi là chỉnh cái phần riêng biệt effect riêng. Đấy, rất nhiều chế độ, 16 chế độ được cài đặt sẵn cho các bác anh em luôn. Và cũng có một câu hỏi rất hay của bác anh em đó là vào một ngày bên em bán nhiều như thế nhưng mà thực sự thì có cài hết tất cả toàn bộ những con vang đấy gửi đi cho anh em không? Thì em chia sẻ luôn với anh em là tất cả các sản phẩm những em vang riêng biệt của bác anh em thì bên em đều sẽ hỏi ở nhà các bác anh em sử dụng những cái loa gì, loa thường sẽ là loa full bass 30 hay là những con loa làm bass 25 30 đấy. Là bên em sẽ có thể là nắp đặt cùng. Ở đây thì em đang cài cho đây, em dưới cùng đã đang cài cùng với loa full bass 30 kìa. Rồi, test thử cho bác anh em nghe thử chất âm luôn nhá. Em đang cài luôn cho khách ở ba cái chế độ hát karaoke trước. Chế độ 1, 2, 3 và chế độ 4 để cho bác nghe nhạc. Bác thích nghe kiểu như là nhiều bass, nhiều chép, ít chung hơn thì em sẽ chọn đây, gọi luôn chế độ này. Các bác cần nhìn này, gọi 1, 1 đấy không ạ? Test thử luôn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là một chế độ có kết hợp giữa echo và reverb này. Chế độ 2 dành cho anh em hát nhạc chậm hơn này, nhiều echo hơn này. Em test luôn nhé, chuyển nút bấm thôi đúng không ạ? Lên. Các bác thấy không? Echo đã nhiều hơn rồi. Nhưng chuyển sang chế độ 3 này. Chế độ 3 này thì sẽ dành nhiều cho anh em là thích hát vượt và chỉ cần một chút echo thôi để bổ sửa giọng thôi. Để em test thử nhé. Ba chế độ nó đã khác nhau rồi đúng không ạ? Và anh em có nhu cầu đặc biệt hơn về cài đặt thêm gì nữa thì anh em cứ nhắn trực tiếp bên em khi các bác anh em mua hàng nhé. Và với sản phẩm vang số chỉnh cơ New Sao 512 này thì có 16 chế độ để cho bác anh em có thể cài đặt và lưu sẵn luôn. Ví dụ chế độ 4 ở đây là em cài như chế độ nghe nhạc cho bác ạ. New Sao CNS512, hàng chính hãng luôn, bảo hành 24 tháng luôn nhé. Và cả này, ngay buổi chiều này đã phải cài 10 em rồi, cài 10 em để gửi đi cho anh em rồi. Thì anh em mà có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp bên em nhá. Và giá nó rất là hợp lý thôi các bạn, giá rất là mềm thôi. Vang số nhưng mà giá chỉ như một em vang cơ bình dân thôi. Giá rất êm ái cho anh em, đầy đủ các tính năng và các cổng kết nối như cổng quang Bluetooth điều khiển. Và hình thức thì rất là đẹp đúng không ạ? Và anh em nó có nhu cầu nha, các bác cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp qua số điện thoại phía bên dưới. Và đừng quên ủng hộ cho em lúc nào và đăng ký kênh nhé các bác.